Emily nói tới chuyện đất Mỹ là xong rồi, dẹp qua một bên. Emily nói chuyện về tới cộng đồng Việt Nam của mình. Cổ nói thêm một câu nữa: tôi đi Mỹ tôi phải bỏ tiền ra mua tiền vé, hiểu không? Tôi qua tôi không xin đồng một đồng tiền trợ cấp nào hết, tôi tự bỏ tiền túi ra mua, tôi đi mua mua vé để mà tôi qua Mỹ, tôi không nhận đồng tiền trợ cấp, tôi không xin xỏ ai gì hết trơn. Cho nên những người mà đi xin xỏ rất quen rồi, cho nên là đổ lỗi cho tôi đó, nghĩ tôi cũng giống vậy. Xin lỗi cô ở tù, không, cô ở tù rồi, hai bà mẹ, một bà mẹ già với hai đứa con nhỏ, không, ở ngoài tiền đâu, vừa mới ra tù có tiền mua bốn cái vé bay liền rồi qua đây cho con học trường tư. Các anh chị em biết á, trường tư ở bên này á không có rẻ tiền, không, không có rẻ tiền để mà lo cho con đi trường tư học được. Cổ mới qua đây hơn một năm, bây giờ có xe Lexus chạy, không, luxury car, có nghĩa là những cái loại xe mắc tiền, xe Lexus chạy, con thì cho học trường tư. Cổ bảo rằng cổ không nhận đồng tiền trợ cấp nào, không, mà bây giờ cổ có tiền, cổ mua vé để mà qua cái đất Mỹ này, cổ tự lo hết. Cho nên đừng có nói cổ không đóng tiền thuế, đừng có nói cổ là ăn trợ cấp. Thứ nhất, theo Emily hiểu, tôi không nói là đúng 100%, theo Emily hiểu và Emily biết, những cái người mà tù nhân lương tâm á, mà được Mỹ hay những nước khác mà bốc đi á, bốc đi qua nước thứ ba để mà tị nạn á, thì nó bốc từ trong tù đi, bốc thẳng ra luôn, thì người ta lo hết từ vé máy bay mọi thứ. Khi mà tại vì các anh chị đâu có tiền, các anh chị là những tù nhân lương tâm, các anh chị gặp khó khăn, cho nên Mỹ những nước khác người ta mới giúp các anh chị qua. Khi các anh chị qua tới đây, họ đâu có vương con bỏ chợ. Hồi xưa người Việt Nam tị nạn của mình qua Mỹ người ta còn giúp mà, người vượt biên qua tới Mỹ người ta còn giúp mà các anh chị. Tàu Mỹ rồi khi mà họ cho qua rồi họ còn giúp mà. Chứ đừng nói tù nhân lương tâm, bây giờ đứng phía sau tù nhân lương tâm còn biết bao nhiêu tổ chức, còn biết bao nhiêu tiếng nói của người hải ngoại họ giúp. Thì cổ nói rằng cổ tự mua. Các anh chị đặt một cái dấu hỏi đi, một cái người tù nhân lương tâm, không, phải nhận biết bao nhiêu tiền của người Việt hải ngoại gửi về để mà hỗ trợ, để mà cho khó khăn như vậy đó, mà có tiền mua vé máy bay bay qua khỏi cần ai giúp hết, qua mua chiếc Lexus chạy liền. Để rồi ngày hôm nay nói chuyện rất là mâu thuẫn, để rồi ngày hôm nay bảo là tôi không có mang ơn ai, tôi phủi bỏ hết, tôi không có, coi như là không tình không nghĩa gì hết, phủi bỏ hết. Emily nói cho các anh chị biết cái chuyện này, tôi không biết là đã có ai nói chưa. Cổ đi đó, cổ đi được cái diện tị tù nhân lương tâm mà để cổ bay qua được á, là chị Mã, chị Kim Phụng, những anh chị em như anh Paul GC, anh Nguyễn Đình Thắng. Tao nói á, đi quốc hội mòn gót giày để mà vận động quốc hội bao nhiêu trận cho chị, ha, cho cổ. Chị Mã với anh Paul GC là những người dịch cái lá thư của bé nó, con của cổ đó, thành tiếng Anh. Rồi á, anh Nguyễn Đình Thắng phải đưa cái lá thơ đó đi vô cho bà đệ nhất phu nhân Melania đấy, để mà vận động cho cổ. Rồi anh Nguyễn Đình Thắng mới đưa cái lá thơ đó vô để mà nói kêu gọi bà Melania phải gây áp lực với nhà cầm quyền cộng sản, phải thả mẹ nắm ra, phải trả tự do cho mẹ nắm. Các anh chị có biết cái điều đó không? Những người không có, những người Việt hải ngoại, những người mang con cháu Việt Nam Cộng Hòa bên này, cổ đi được ngày nay cổ có mặt tại đất Mỹ hay không mà nói những cái câu phũ phàng như vậy? Các anh chị biết cổ còn nói sao, các anh chị biết không? Cái bọn cờ hai màu á, nó kêu ký thỉnh nguyện thư đuổi tôi về. Đây, tôi còn chụp lại đây nè. Đây. Đây, em là chụp lại cho bạn đây nè. Đây là cổ nói nè. Cổ nói là cái bọn cờ hai màu nó bày ra cái chuyện ký cái thỉnh nguyện thư để mà đẩy cổ về Việt Nam. Bọn cờ hai màu là bọn nào? Bọn cờ hai màu là bọn nào? Các anh chị thấy phũ phàng chưa? Anh Nguyễn Đình Thắng, chị Mã Tiểu Linh, anh Paul GC, chú Dung Nguyễn là cái người gửi tiền về để mà giúp đỡ cho cô Lan, mẹ của cổ, với lại hai đứa nhỏ. Không biết bao nhiêu lần chú Dung Nguyễn đã gửi tiền về, mà chính bản thân Emily với chị Mã đã từng la chú Dung, bởi vì chú Dung lớn tuổi rồi, chú Dung làm không có tiền mà chú Dung phải bòn rút gán để dành để mà gửi về giúp đỡ cho gia đình bên đó. Chú Dung là ai? Chú Dung là những người
mà dưới chế độ cộng sản mà đau khổ chế độ cộng hòa sản, chế độ cộng Việt Nam cộng hòa mà đau khổ chế độ cộng sản, giống như cựu chiến binh chứ còn gì nữa. Những người Việt Nam cộng hòa giúp đỡ, đổ tiền về để giúp đỡ cho mẹ con cổ, mẹ cổ con cổ ở trong nước, rồi những người đi đi mòn gót dài trong trong quốc hội để mà vận động quốc hội để mà đưa cổ qua. Bà mẹ anh Nguyễn Đình Thắng á, phải nói với, phải van xin bà đệ nhất phu nhân Melania đó là gây áp lực với nhà cầm quyền cộng sản để thả mẹ nắm ra. Bà Melania bà mới gây áp lực, bà nói nếu như nhà cầm quyền cộng sản không thả mẹ nắm ra, bà sẽ không qua Việt Nam dự hội nghị APEC. Nhờ thế, nhờ những người ân nhân như vậy, cổ mới tới được cái đất Mỹ này. Để ngày nay đó, họ nhận cái gì? Họ nhận cái tát ở trong mặt á, là cái bọn cờ hai màu. Đau đớn chưa? Mà tôi nói á, đây, cái điều này vì sao Emily lại một lần nữa lại lôi lên lên cái livestream, lại lôi lên diễn đàn như thế này. Emily không, hoàn toàn không bao giờ muốn lôi những cái việc này lên diễn đàn. Cái livestream trước Emily đã nói mọi chuyện tới đây là kết thúc và rất là mong chờ cái thái độ thay đổi của cổ, chẳng ai muốn đánh người chạy lại. Ngày hôm nay tôi lại nhận thêm những cái câu, cái bọn cờ hai màu đó nó xối ký thỉnh nguyện thư để bỏ tôi về Việt Nam, để trả tôi về Việt Nam. Ký đi, ký để tôi được về Việt Nam. Các anh chị thấy, các anh chị đừng trách vì sao người hải ngoại của chúng tôi, các anh chị đưa những cái câu người hải ngoại đang đánh hội đồng mẹ nắm, bu như đánh hội đồng mẹ nắm. Chúng tôi là những người đứng về phía cổ, chúng tôi đã những người đã vận động, đã bằng cách này hay cách khác để lên tiếng cho cổ. Chính Emily nè, cái thời gian mà mẹ nắm bị xử tù tại Việt Nam là Emily đang ở Việt Nam, cái tấm hình Emily đang chụp tại khách sạn ở Việt Nam. Emily mặc một cái áo dài màu hồng, cầm cái bảng luôn: hãy trả tự do cho mẹ nắm, phản đối phiên tòa bất công xử tội người yêu nước, trả tự do cho mẹ nắm, free mẹ nắm. Để ngày nay tôi cũng đau xót, tôi nhận được một cái tát vào trong mặt, như một cái tát của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, như một cái tát của những ân nhân của mình. Quý vị bảo chúng tôi đánh hội đồng một cái người, đánh hội đồng mẹ nắm. Vì sao chúng tôi đưa từ những người yêu thương giúp đỡ cho cổ, từ tinh thần tới vật chất, từ tình thương tới công sức chúng tôi bỏ ra, tại sao chúng tôi lại điên cuồng đánh cổ? Chúng tôi đâu có điên đánh hội đồng cổ. Chúng tôi phẫn nộ như vậy vì chúng tôi có cái lý do chính đáng để phẫn nộ với một con người vong ơn bội nghĩa như thế này. Ngày hôm nay nếu như Emily không nói cái, những cái điều này ra, không đưa lên diễn đàn cho người Việt hải ngoại biết rằng, biết những cái điều cổ làm, bị cổ đang thách thức chúng tôi. Giống như ký đi, cổ share cái link thỉnh nguyện thư của mà của những người hải ngoại đó, mà kêu thích ký thỉnh nguyện thư để mà trả cổ về Việt Nam đó. Cổ kêu bây giờ ký để tôi được về bên đó. Quý vị đừng trách vì sao người hải ngoại chúng tôi lại nóng giận, lại làm những cái điều này. Quý vị biết á, chị Mã Tiểu Linh á là người đã đấu giá tranh cho cổ 3.000 đô để mà bỏ vô một cái quỹ để mà giúp đỡ cho cổ. Chị Mã Tiểu Linh đã từng giúp đỡ cho cổ mua xe, giúp đỡ cho cổ mọi thứ hết. Để rồi ngày hôm nay á, quý vị biết không, cái sự việc này nó xảy ra trước đây nhưng mà chị Mã chỉ không có nói ra, nhưng mà Emily biết được. Emily cảm thấy điều, những điều này Emily không đưa ra ngoài cộng đồng, đó là một sự bất công cho những anh chị em. Người ta không nói được, người ta không đưa lên diễn đàn được. Mình biết sự thật, mình không nói ra, bất công cho họ quá. Cổ đưa chị Mã lên đấu tố đó, cổ đưa chị Mã Tiểu Linh lên diễn đàn, cổ đấu tố chị Mã trên livestream đó. Quý vị nghĩ làm sao? Quý vị nghĩ làm sao? Có một cái bài viết, chị Mã Tiểu Linh chỉ viết vì một cái người ở bên Việt Nam, người ta gửi cái thông tin qua cho cô chị Mã. Người ta nói rằng á, trên cái chuyến máy bay đó có tới 65 người mang bệnh dịch từ Vũ Hán vô Việt Nam, mà người đó cũng ở trên cái chuyến bay đó. Thì người đó mới nhờ là chị Mã ơi, chị Mã thông báo với mọi người cẩn thận, nhưng mà đừng có nói tên em ra bởi vì em sợ em gặp nguy hiểm. Chị Mã đã hứa với cái người đó là sẽ không có cung cấp thông tin cá nhân.
cho ra ngoài công công chúng, sợ là chính quyền cộng nhà quyền cộng sản sẽ gây khó khăn cho người ta. Thì khi mà chị Mã viết cái bài đó lên á, cô Nắng á, cô đòi chị Mã phải đưa tên cái người đó ra. Cô nói vậy là phải đưa tên người đó ra. Chị Mã nói đâu được, tôi chị đã hứa với nó rằng, chị đã hứa với người ta rằng không đưa những cái đó ra, tại sao bây giờ lại phải bắt đưa ra. Cô nói nếu mà chị Mã không đưa thông tin của người đó ra, cô sẽ báo với chính quyền Việt Nam, báo chí Việt Nam để mà lên án chị Mã. Quý vị thấy một cái con người mà phủ những cái người ân nhân của mình, đem những người ân nhân của mình ra đấu tố, có giống cộng sản không quý vị? Mà tôi nói á, có nhiều người nói với Emily á, coi chừng mà mẹ Nắm là cộng sản nằm vùng. Tôi nói không phải, bà không phải cộng sản đâu, bà còn thối hơn cộng sản nữa. Tôi nói thật á quý vị, nhiều người nói tôi mẹ Nắm là cộng sản nằm vùng á, coi chừng cẩn thận. Tôi nói không phải cộng sản đâu, thối hơn cộng sản. Bà cổ là bây giờ cổ là cái loại gì mà nó thúi hơn cộng sản nữa. Tôi nói thật, tôi á, tôi không có ý kiến luôn á. Tôi đọc được cái từ mà cái bọn cờ hai màu á, không? Rồi tôi biết thêm cái vấn đề mà đấu tố chị Mã lên trên truyền thông, đấu tố chị Mã. Mà quý vị ngồi đây nghe Emily chia sẻ từ hồi nãy tới giờ, chị Mã quý vị biết chị làm bao nhiêu việc để mà chị giúp cho cộng đồng người Việt của mình. Cô Hoàng Kiều Linh ngày hôm nay cổ mới đưa cái thông tin này lên, Emily mới biết để cô Hoàng Kiều Linh ở bên Đức. Cổ mới ngày hôm nay cổ mới tức quá, cổ mới bỏ cái hình của cổ chụp với một cái người lớn tuổi ở bên Đức trong một cái tiệc gây quỹ. Mà quý vị biết cái tiệc gây quỹ đó là ở đâu? Để mà người Việt Nam ở bên Đức á, mở cái tiệc gây quỹ để mà có cái tiền đó để giúp đỡ cho cô Nắm. Những người đó là ai? Con cháu Việt Nam Cộng Hòa đó quý vị. Con cháu Việt Nam Cộng Hòa giúp đỡ cho cổ để ngày nay cổ tán lại vào trong mặt của chữ đó là bạn bọn cờ hai màu. Đau không quý vị? Quý vị giúp một con người, quý vị bỏ công, bỏ sức, bỏ tình yêu thương, bỏ tài chính tiền bạc để quý vị giúp một con người. Ngày hôm nay quý vị nhận được cái sự bội bạc như thế này, tức không? Quý vị có bỏ qua được không? Thì đừng trách cảm xúc của chúng tôi, vì sao chúng tôi phẫn nộ? Vì sao chúng tôi không để cái chuyện này nó im xuống? Nhiều người bỏ Emily chứ thôi cho chuyện này qua đi, đừng nói tới nữa, cho qua đi, coi như cổ sơ sót. Tôi bảo tôi không cho qua được. Bởi vì cái vấn đề này nó không còn nằm ở những con chữ ở trên bài viết nữa, mà nó đang tác vào cộng đồng người hải ngoại của, ở bên đây. Những người tri ân, những người ân của cổ. Quý vị biết có những người lớn tuổi ở bên này á, họ đi làm đâu, họ không có đi làm, có những người về hưu, thì những cái tiền hưu của họ một tháng đâu có nhiều tiền đâu quý vị. Mà họ dành dụm để họ đến cái buổi tiệc gây quỹ đó để mà họ góp những cái đồng tiền của họ gửi về để giúp đỡ tù nhân lương tâm trong nước. Rồi ngày hôm nay họ nhận lại cái sự phũ phàng như thế này. Rồi từ đây trở đi, liệu người Việt hải ngoại có còn lòng tin với tù nhân lương tâm trong nước nữa hay không? Có còn muốn giúp tù nhân trong lương tâm trong nước nữa hay không? Sợ chứ quý vị. Chúng tôi như bây giờ như những con chim sợ cành công vậy đó. Sợ leo lên cái té nữa, y chang như vậy nữa. Mà nước Mỹ sau trận này á, nếu như những cái thỉnh nguyện thư đó, những cái tin tức này mà lọt vào chính phủ Mỹ, dĩ nhiên ít nhiều trong đó người ta cũng biết. Quý vị đừng tưởng quý vị biết rồi mật thám Mỹ mà bên nước này tới nước kia họ còn điều tra được những cái chuyện rần rần như thế này, làm gì họ không biết quý vị. Làm trong nội các Mỹ, người Việt Nam cả đống trong đó, làm gì trong nội các Mỹ không có. Làm những chuyện này người ta không biết. Rồi từ đây khi mà cộng đồng người Việt Nam của mình kêu gọi cho tù nhân tương tâm trong nước, liệu có còn ai muốn giúp nữa không? Có phải cổ đang bây giờ cổ chính cổ hại gia đình cổ nè, mẹ cổ, hai đứa con cổ nè. Tôi nói thật quý vị nha, tôi không dám kêu cái từ mẹ Nắm, bởi vì tôi tội cho bé Nắm, con của cổ. Tôi rất tội cho con của cổ và tôi không muốn gọi từ mẹ Nắm, tội nghiệp cho bé. Tôi nói vô tội, tội nghiệp cho cô Lan. Cổ đang làm bây giờ cả một cái dư luận dậy sóng, cả một cái cộng đồng. Cổ đang sống ở Texas, cổ đang sống ở cái đất Mỹ này, giữa cái cộng đồng người Việt, giữa cái vòng tay của cộng đồng người Việt. Để rồi hôm nay tôi nói thật với quý vị, bây giờ cô Lan mà dẫn hai đứa nhỏ ra đường á, cô Lan cũng mắc cỡ nữa. Cả một cái cộng đồng người Việt người ta chửi rủa nhiều như thế này, mặt mũi nào đi đâu nữa. Cổ không những cổ hại những anh em tù nhân trong nước mà cổ còn hại luôn gia đình của cổ nữa. Làm mà không suy nghĩ. Mà tôi đã nói rồi, những bài viết đầu khi mà mình nhận được cái sự cuồng phong của cộng đồng, có nghĩa là mình phải nhìn lại mình đang làm sai, dừng lại là vừa. Tôi nói chúng tôi cần cái gì? Chúng tôi cần một cái bài đính chính, chúng tôi cần một cái lời xin lỗi. Vậy thôi, that's it. Chúng tôi let it go.
những bài sau đó tiếp tục dùng những từ nặng nề đối với chúng tôi. Bây giờ dùng tới cái bọn cờ hai màu luôn, quý vị nghĩ đi. Quý vị nghĩ bây giờ những anh chị em, những cô chú bác Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại Mỹ nghĩ cái gì khi các cô chú dành dụm từ công sức, tiền bạc, tài chính để mà giúp một cái con người như thế, để rồi bây giờ họ trả ơn cho các Emily nói luôn. Cổ nói những cái việc đó ha, chưa đủ, cổ lôi đạo công giáo vô luôn, cổ phỉ báng ông Trùm không đủ ha, cổ lôi Chúa vô luôn, cổ đụng tới đạo công giáo luôn. Đạo công giáo đâu có làm gì cổ đâu, đạo công giáo chưa đụng gì cổ hết trơn á. Không, cổ phỉ báng ông Trump, rồi cổ phỉ báng luôn đạo công giáo. Emily đọc luôn cái đoạn này cho quý vị nghe, chứ để quý vị nói là Emily tự vẽ vời ra. Đây, đọc cái đoạn này cho quý anh chị nghe. Tuyên bố này trước đó một ngày đã được bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony bác bỏ ngay trong cuộc họp báo của Nhà Trắng rằng hiệu quả của nó chưa được kiểm chứng. Nhưng Trump vẫn đăng lên, vì thực ra ổng đâu cần đợi kiểm chứng. Hiệu quả mà Trump mong muốn nằm ở chỗ khác, cũng được ghi ngay trong status viết hoa. Người ta đang chết, phải hành động gấp lên và Chúa phù hộ mọi người. Đó là cái lời của Tổng thống Trump. Lời của bả nè. Thông điệp mạnh mẽ này một lần nữa chứng minh Trump là sứ giả tuyệt vời của Chúa, với sứ mệnh làm nhiễu thông tin, cản trở việc chữa trị nghiêm túc và gửi người nhiều người, càng nhiều người về với Chúa càng tốt. Từ một cái người thương dân thương nước như ông Trump, ổng nóng lòng, bây giờ ổng thấy dân bệnh dịch bây giờ nhiều quá, ổng nóng vào lòng, ổng mới nói bây giờ nhiều người đang bệnh quá, phải hành động gấp lên, là phải đưa những cái loại thuốc ra ngoài để mà sử dụng, để mà đưa vào điều trị. Ổng không, quý vị nghĩ bây giờ tôi nói thật với quý vị như thế này, trong nhà mình có người bệnh đó, mình nóng ruột không quý vị? Quý vị vô tới liền với quỷ lại bác sĩ luôn. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn đi, có thuốc gì cứu con tôi đi. Thì ông Tổng thống Mỹ, ông cũng vậy thôi. Thương dân như con là như vậy. Ông thấy dân bây giờ bệnh nhiều quá, chết nhiều quá, ông coi như là ông bây giờ ông nóng lòng, ông muốn làm sao những cái thuốc đó phải được đưa vô điều trị. Bây giờ điều trị được thì tốt, không điều trị được cũng không sao, không có chết. Như Emily đã nói về cái livestream trước, cái loại thuốc mà Tổng thống Trump thông báo ra không phải là từ ổng không. Phía sau Tổng thống Trump là biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, biết bao nhiêu bác sĩ danh tiếng, biết bao nhiêu người giỏi, cả một cái lượt phía sau để mà giúp đỡ cái Tổng thống Trump, cả một cái nội các của ổng. Mà bả ghi lên á, hả không? Cái thông điệp của ông Trump á là càng đưa như vậy để đưa nhiều người về với Chúa càng tốt. Ông Trump thì ông nói là Chúa phù hộ mọi người, thì bà lại nói là đưa cái thông điệp của ông Trump để đưa nhiều người với về với Chúa càng tốt. Quý vị thấy một cái con người mà hồ đồ tới một cái độ á, mà phỉ báng từ nước Mỹ, phỉ báng tới ha người Mỹ, nước Mỹ, ông Tổng thống thống xong, ông Tổng thống Trump xong, quay qua chửi những ân nhân của mình, chửi những người Việt Nam Cộng Hòa, những hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, quay qua chửi luôn công giáo, phỉ báng luôn công giáo. Một cái con người như vậy, quý anh chị kêu chúng tôi, những người hải ngoại của chúng tôi đừng tức giận, những người hải ngoại của chúng tôi hãy bỏ qua đi.